Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già không thi vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-756-0964. Đinh Xuân Quân, Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả trở lại với phần tin tức nổi bật vào chiều thứ 6 ngày hôm nay. Gửi lời chào Đinh Xuân Quân. Vâng. Trước hết xin chào quý khán thính giả của Đài Liên Xuân Quân TV và xin chào anh Thủy. Trong tuần lễ này, đa số những cái bản tin liên quan đến tình hình thế giới và những ai quan tâm tới Ukraine đó, thì họ cũng chào đón những cái tin rất là tốt, bởi vì hội nghị thượng đỉnh khối G7, 7 cường quốc trên thế giới này họp nhằm mục tiêu để bàn về Ukraine. Thứ hai nữa, những cái chính sách của ông Tổng thống Biden đối với Ukraine vô cùng thân thiết và thậm chí ký luôn những cái thỏa thuận lên tới 10 năm sắp tới để tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Thế nhưng đầu tiên thưa anh Đinh Xuân Quân, một trong những điều mà chúng ta đã từng đề cập tới đó, trong đó anh nói tới có mấy trăm tỷ Mỹ Kim của Nga sau khi phía châu Âu và Hoa Kỳ đã khuyến cáo chớ nên đánh vào Ukraine, đánh thì anh sẽ chịu những cái lệnh trừng phạt ghê gớm lắm. Nga vẫn tiếp tục đánh, thì trong cái lệnh trừng phạt đó có đóng băng các tài khoản của Nga để ở nước ngoài, trong đó có công trái phiếu, có vàng, có các nguồn đầu tư tiền mặt nữa trong các ngân hàng mà đa số tập trung ở châu Âu. Bây giờ cái số tiền này nó như thế nào và làm thế nào để lấy, mà anh thấy có cái sự vô lý lấy tiền của người khác để đổ vào một quốc gia này hay không? Cái này là không. Thành ra cái này là nhức đầu lắm. Yeah. Chúng ta đã nói rất là vấn đề đó, khi các nước đó dựa trên luật pháp quốc tế đó, đúng vậy, không thể nào tịch thu của người ta trừ khi có trách tòa, trừ khi tòa án xử. Tòa án quốc tế. Vâng. Cái này đó, thì họ không làm như vậy. Vì vậy đó, tại sao mà phải kéo dài tới bây giờ gần hơn 300 tỷ, chưa kể nghĩa là tiền của các cái là tỷ phú của Nga mà bị tịch thu rồi nữa. Mấy những cái chiếc tàu du thuyền này vâng, đó. Vâng. Thì ở đây đó, thì họ làm sao? Vấn đề khó khăn đó, khi bạn lấy tiền là bạn tịch thu mà không ai chấp nhận hết. Đúng. Đó là một. Thì do đó, đó, họ làm cái gì? Quý vị biết là khi gửi tiền đó, thì nó có tiền lời. Nó sanh ra tiền lời. Thì họ dựa trên cái tiền lời đó, dùng cái tiền đó để bảo đảm cho việc vay mượn. Họ lấy tiền chỗ khác, họ vay mượn nhưng mà phải có tiền thế chấp. À, thế chấp ở đâu? Thì họ lấy là những cái tiền lời của... Tại vì hơn 300 tỷ thì mỗi năm nó ra cũng được gần 5 tỷ đấy. 5 tỷ tiền lời đấy. Rồi, số tiền mà 50 tỷ Mỹ Kim mà châu Âu hứa hẹn trung cấp cho Ukraine, đó là tiền vay phải không ạ? Không, hay là tiền tiền không trợ, cả không hai, cả hai, cả hai. Thì nó khác hẳn. Tại vì ví dụ như là khi mà Âu Châu hứa cho Ukraine á, ví dụ mua đạn hay gì đó là tiền cho không. Thì đúng. Vâng. Hoa Kỳ cũng rất nhiều tiền là cho không á. Vâng. Nhưng mà cũng có tiền cho vay, tại vì ví dụ như là làm xây kỹ nghệ hay là gì đó công nghiệp thì nó một phần cho vay, tại vì các Bởi vì cái tiền này nó không phải là vấn đề cho chiến tranh mà là tiền mà tái thiết Ukraine. Vì vậy đó, cái chuyện này tại sao nó kéo gần một năm trời mới giải quyết được? Mà cái này để mình phải thấy là đây là công của bà Bộ trưởng Tài chính Yellen. Tại sao bà nói là mình lấy cái này đó mình không phạm, không có vi phạm. Vâng, không vi phạm và luật lệ. Tôi sẽ hỏi anh vậy. Vâng, tại vì tiền lời hay tiền gì cũng là của Nga. Nga nó nói thẳng ngày hôm nay đó, cái đó tiền đó là tiền của Nga. Đúng. Anh nói là tiền lời, nhưng mà tiền lời nếu mà không, các anh không giữ làm sao nó đẻ tiền lời? Không có tiền của tôi làm sao đẻ tiền lời? Đúng. Làm sao mà luồn lách được? Thì họ luồn cái lách bằng cách nào? Nghĩa là họ dựa trên cái đó để làm thế chấp, chứ họ không có tịch thu cái đó. Họ không có tịch thu cái tiền gửi, họ để làm thế chấp. Ví dụ anh cho người ta vay đó, anh phải có cái thế chấp phải không? Thế chấp nhà, thế chấp này, thế chấp kia. Thì ở đây đó, họ dùng cái đó làm thế chấp. Đó, cái đó mới là gọi là vấn nhưng đề. Nhưng mà cái 300 tỷ này nếu vì lý do mà tương lai Nga và Ukraine ngừng bắn á, và hết, không hủy bỏ lệnh cấm vận, thì chắc chắn cũng phải trả về cho Nga chứ. Đúng, đúng như vậy. Đó. Nhưng mà họ... Ngay bây giờ thì chưa, thì bây giờ coi như là tiền lời thì lại là tiền thế chấp. Nhưng mà ví dụ
anh nói đấy, tôi thấy nghĩa là theo cái ý của anh đó, bây giờ không đánh nhau nữa thì cái tiền đó phải trả về và đúng, tiền lời nữa chứ đâu có phải không. Thành ra cái vấn đề mà gọi là trách nhiệm chia làm sao sử dụng cái tiền đó là cả một vấn đề. Mà khi mà các nước G7 nói là chúng tôi sẽ dùng 50 tỷ để nghĩa là cho Ukraine vay, hả? Thì là, nhưng mà nếu nó tốt thì sao? Thành ra những cái chi tiết chưa có tất cả, đó là một. Điểm này tôi vâng, vừa xét tới một cái chuyện rất hay đó. Vâng. Là mình chưa nói tới chuyện mà Nga phải bồi thường chiến tranh cho Ukraine. Chuyện nó sẽ có. Cho nên cái chuyện cái tiền này coi như là chắc cũng đóng băng luôn. Vâng. Vì vậy người ta cũng rõ lắm. Yeah. Rõ lắm là bây giờ cái dùng cái này để làm thế chấp. Nhưng mà mỗi phần Ý bao nhiêu, Pháp bao nhiêu, Đức bao nhiêu, chưa có tính cái này đó. Người ta nói chung là 300 tỷ, nhưng mà bởi vì 300 tỷ là gửi băng, thì 300 tỷ này 50 tỷ là viện trợ. 300 tỷ này nó nằm trong nhiều quốc gia lắm. Vâng. Chứ không phải là một nơi, cho nên mỗi một quốc gia đã, nếu mà họ giữ cái tiền đó đó, vâng, tiền lời nó tạo được từ cái ngân khoản đó bao nhiêu thì họ phải đóng góp vào trong số 50 tỷ này. Cái đó thì tôi chưa dám nói, tại vì họ chưa có nói về cái chi tiết mỗi nước nào giữ. Mà thường thường đó, Nga đó, cái tiền đóng băng là ở châu, ở Bỉ, ở các nước, chứ không có phải ở Mỹ, họ rút ra ở Mỹ Thụy hết. Thụy Sĩ thì sao? Thụy Sĩ thì không nhiều đâu. Tại sao? Tại vì có lần Thụy Sĩ có ký, ví dụ anh nhớ khi mà các tỷ phú Hoa Kỳ muốn tránh thuế đó và gửi tiền vào Thụy Sĩ đó, thì Thụy Sĩ có ký một cái ước, hiệp ước với Hoa Kỳ là không có phải công chấp khai nhận cái tiền đó. Vâng. Do đó đó, ngày nay không còn nữa. Các hồi xưa đó tôi còn nhớ các ông mà độc tài ở Phi Châu đó chuyên môn là gửi tiền ở Thụy Sĩ. Bây giờ thì né, tại vì Thụy Sĩ họ có thể nạp lại cái tiền đó, họ nạp cho tòa án. Nhưng mà dù muốn dù không đó, cái vấn đề mà tịch thu là không có. Một cái thứ hai nữa là dùng cái đó làm thế chấp mà thôi. Và cái thứ ba nữa chưa giải quyết đó là phần của mỗi nước G7 là bao nhiêu. Đó là cái chuyện quan trọng. Tiếp tục, để tôi xin tiếp nữa. Tại vì cái này nó là kinh tế mà cái rất là quan trọng mà mình phải hiểu kỹ lắm. Cái thứ hai đó, anh Thụy nói rất đúng. Khi mà có hòa bình đó, thì bao giờ cũng có vấn đề tái thiết và bồi thường chiến tranh. Thì bây giờ làm sao? Đó là cả một vấn đề. Nhưng mà khi mà có hòa bình mà tái thiết đó, thì bao giờ cũng có tòa án quốc tế cũng nói là, hay là hội nghị quốc tế nói là quý vị phải bồi thường bao nhiêu, đánh giá bao nhiêu. Mà anh Thụy cũng biết là các cơ quan quốc tế như World Bank họ đã tiếp tục hàng ngày theo dõi những cái thiệt hại đối với Ukraine và những cái chuyện đó đó. Sổ sách ghi ra hết. Vâng, thì mai mốt đó sẽ phải bồi thường hết. Người ta nói bây giờ sơ qua cái vụ mà tới ngày hôm nay đó là ngày 14 tháng 6 thì là Nga đã phá những cái hạ tầng cơ sở về điện lực nó bao nhiêu tỷ. Đúng rồi. Thành ra mai mốt đó, bồi thường cái tiền mà gọi là tiền lời của 300 tỷ cũng không đủ. Không có nghĩa không đủ. 300 tỷ không nghĩa lý gì với cả bao nhiêu ngàn tỷ Mỹ Kim mà Nga, Ukraine đang gánh chịu đây. Thì đó là như vậy. Thành ra nhưng mà làm được cái chuyện này đó là một cái thành công lớn. Thành công lớn. Chưa hết. Các nước G7 đó không phải là chỉ có chấp nhận là dùng cái tiền mà tiền của, mà có một cái hay nữa bà Yellen bà nói thế này, để tôi cho thêm chi tiết nữa. Nói là bây giờ đó làm sao né được, tất cả các nước kia đó cũng không làm gì được các nước G7, tại vì trên thế giới hiện giờ những cái tiền mà được sử dụng nhiều nhất là gì? Là tiền đô la, tiền euro và tiền yen. Thì ba mấy cái đồng tiền này đó là toàn là thuộc vào khối G7 hết. Thì khó mà né cái đó lắm. Khó mà né cái đó lắm. Do đó, chính bà Yellen đã gọi là làm một cái, nghĩa là project, một cái dự án sử dụng cái tiền mà gọi là gửi.
tại các nước đó để dùng cái đó làm thế chấp. Chúng tôi tiếp tục đề tài này ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị theo dõi.